everyone is and can not come. Nhu Nguyen, hôm nay rất là vui được trình diễn ở hôm trước là Vancouver, hôm nay là ở Calgary. Nhu Nguyen chỉ muốn say hi tất cả mọi người và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng mong muốn sẽ được trở lại gặp khán giả và fan của mình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và luôn yêu đời. Sẽ làm tập mãi.